Thời gian gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ về phát triển năng lượng tái tạo. Đặc biệt, với kỷ lục về công suất điện mặt trời mới đưa vào vận hành, Việt Nam trở thành một trong những thị trường năng lượng tái tạo sôi động và hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á. Tại Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2020, vừa được Báo Công Thương phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo EREA tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh đến năm 2025, nhu cầu công suất nguồn điện của hệ thống phải đạt 90.000 MW. Như vậy, trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm Việt Nam cần bổ sung thêm 5.000 MW. Việt Nam là đất nước có tiềm năng năng lượng tái tạo như thủy điện gió, thủy điện nhỏ, mặt trời, sinh khối điện nhiệt phong phú. Do vậy, việc tăng cường phát triển các nguồn năng lượng tái tạo có ý nghĩa lớn để giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong mục tiêu toàn cầu, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước. Để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách ưu tiên giá điện, lãi suất vốn vay đối với các dự án điện từ nguồn nguyên liệu sinh khối, có chi phí đầu tư thấp, hệ số công suất cao. Đối với điện gió sẽ đẩy mạnh phát triển các dự án ngoài khơi, nơi có tốc độ gió cao, ổn định nên có thể nhận được công suất và sản lượng cao, giá thành hạ. Đối với điện mặt trời, tiếp tục khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời áp mái vì có thể huy động được nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp.